ơi, quay cho mọi người nha. Đây là một chú sâu gióm này, siêu lông dài luôn. Con này mà vào người thì ngứa dã man luôn ạ. Đây ạ, dã man. Sơ vào, quay cho mọi người quan sát này. Chú này thì cực ngứa luôn ạ. Nó bỏ đi đâu, dã man luôn. Quay cho mọi người nhé. Quan sát nhé, rất là nhiều lông. Nói chung là khi mà gặp em sâu gióm này chúng ta nên tránh xa đi, không nó rất là ngứa luôn đấy, ngứa như điên luôn. Chưa tìm được lối thoát này, nó cứ đi quanh quẩn ở cái chậu này. Đây, rất là kinh khủng. Và sâu gióm này rất là kinh khủng luôn. Người ta có vết đen này. Ui trời ơi. Giang màn. Thank you.
làm. Đang bám lên kịch chút thôi. Quạt sát chưa ra màu vàng. Nó đang vòi đâu đây? Bỏ đi đường. Mình bất động nữa. Bỏ lên nha. Có vẻ như nó bật nè. Trong cây trúc cảnh cây phát thật rồi nhé. Sau này rất là ngứa mà nhé. Chào đi ngủ vậy.